bé này đến từ Houston. Cô bé là đã học đàn piano từ lúc 5 tuổi. Dạ. Yeah. Và cô bé này có một sở thích là thích bô bà. Sở thích thích uống bô bà. Uống yeah. bô bà. Rồi. Và hồi nãy thì đứng ở bên hậu trường thì cổ có để thêm cho em một cái ý kiến nữa là dạ anh ơi em thích màu hồng nhưng chỉ bận đồ màu đen. Thí sinh kế tiếp đó là Minh Tâm với số báo danh 0486. Và ngày hôm nay Minh Tâm sẽ dự thi phần chung kết của mình một nhạc phẩm rất hay, Cô Đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Một tràng pháo tay chào đón Minh Tâm. Cho tôi quên đi bao nhiêu
xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Congratulations, Minh Tâm. Nghe mà em nổi hết da gà. Ba vị giám khảo đã đứng lên luôn. Quá, đúng là âm nhạc nó có cái điều kỳ diệu của nó. Nhiều khi mình đang đứng mình nghe âm nhạc, tự nhiên mình muốn yêu một ai đó à. Cái chị nhìn qua Hoài Tâm mà chị muốn yêu Hoài Tâm luôn, là biết là Minh Tâm hát hay như thế nào. Người nào tin Tâm? Anh không có hát hay chứ anh. Anh vậy đó, bữa nói là tin Tâm may mắn thôi, nhưng mà tin Tâm này hát hay tuyệt vời. Dạ, mời chị Đàn. Dạ, em thấy chị Y Lan như là rất là get into cái bài hát của em nói vậy. Em xin mời giám khảo Y Lan. Một thế hệ mới trẻ mà hát dòng nhạc xưa chạm đến tim của tất cả người nghe, chứ không phải chỉ một mình cô Minh Tâm ạ. Một bài hát rất nhiều ca sĩ thành tên rồi đã hát và đã thành công. Vậy mà ngày hôm nay khi cô nghe Minh Tâm hát, cô cảm thấy bài hát được khoác lên người của chiếc áo, một chiếc áo mới. Cái cách hát của con thật sự ra nó cũng không khác chi với lại những ca sĩ đi trước hát, mỗi người một màu một màu. Thế nhưng mà cái hồn của con thổi vào bài hát này là điều cô muốn nói đến. Cô nuốt từng hơi thở của con, cô nuốt từng chữ hát của con. Không phải dễ là để cho con chỉ hát theo với một chiếc piano. Và xin tất cả quý vị hãy cho một tràng pháo tay rất lớn, không phải cho Minh Tâm không, mà cho anh Long. Anh Long pianist đã đệm bài hát này vô cùng cảm xúc. Và Long, chị khen em là em đã theo sát từng nhịp hát, từng nhịp thở của Minh Tâm. Điều này là điều mà mỗi khi chị hát nhạc thính phòng, chị chỉ cầu nguyện bề trên cho chị một người pianist mà thở cùng với chị như thế. Hay quá em ơi, cảm ơn em. Con ơi, cô không có từ ngữ nào để mà nói với con. Nếu mà Minh Tuyết bảo rằng là Minh Tuyết không có số điểm, thang điểm cho bé Tri Khang, thì thật sự ra đối với cô,
cái bài hát này của con xin cho cô không cho điểm. Là bởi vì những cái điểm gì mà tốt đẹp nhất cũng vẫn chưa đủ để nói lên cái sự thành công của con. Wow. Cảm ơn con. Mời Thiên Nguyễn. Minh Tâm hát cái chữ chết giống của Ý Lan. Cái chữ đó nó rất là giống luôn. Bài hát khó, xử lý nó rất là chuẩn luôn. Không còn một cái gì mà để khen nữa trơn. Tư duy âm nhạc của em nó quá là xuất sắc đi. Cho nên khi mà em nhả chữ này nọ nó rắc, hoàn toàn nó quá là hợp lý, mà nó quá là hay. Nó làm anh nổi cả da gà luôn đó. Thực sự mà nói luôn á, bài là cô đơn, em hát ra là biết em cô đơn luôn, ngay tức thì luôn. Thực sự anh rất là thán phục. Thực sự cái vừa rồi mà cái đó là mi hả? Không, cái hôm đó là thấy nó à, là quá lưỡi, cái tầm của con suy nghĩ. Đứng dậy thì đứng thì cứ đứng. Nó quá cái tầm con suy nghĩ. Thương quá. Khúc cuối cùng mà em vẫn làm cứu lấy cái giống như là thêm điểm nữa. Nó hoàn toàn perfect. Anh thực sự mà nói, lần đầu tiên anh nghe một cái bài hát mà nó hay kinh hồn đến như vậy. Hay mà hay kinh hồn. Em ơi, nhưng mà anh Thiên anh nói là em cô đơn thì anh không tin. Em cô đơn thật hả? Cô đơn thật hả? Dạ không, em không có cô đơn, tại vì em có tình cảm của tất cả mọi người. Trời ơi, thấy chưa? Ôi, nghe ca sĩ người ta nói chưa? Cái câu này tôi cũng trả lời hoài vậy à? Sao vậy hả? Mời giám khảo Đồng Sơn. Trong công việc hàng ngày của anh á, ở trong phòng thu, anh hiếm khi nào anh khen ai lắm. Tin em hỏi chị Tuyết với lại cô Ý Lan em hiểu. Anh chỉ có thể nói được cái đó được hay á, ok good á. Chứ nhưng mà gọi là xuất sắc quá, tuyệt vời quá, là hôm nay anh sẽ bắt đầu anh học những cái lời khen đó. Bởi vì hôm nay nghe em hát, anh sẽ học những cái lời khen đó để mà áp dụng cho công việc của anh. Hình như ngày xưa cảm ơn em. Người ta khoa văn phải không? Ăn nói hoang văn hoa quá à. Đúng rồi, viết không bao giờ sai chính tả em ơi. Mà đàn ông mà viết không sai chính tả là chị ái mộ à. Chị mãi là người đến sau đó chị Đào. Chị cứ nói, chị nói lòng ái mộ thôi ra. Mời Đồng Sơn nói tiếp. Với cái bài hát cô đơn này á, thì anh nghe rất là nhiều người hát rồi. Hôm nay em hát cái bài này thì anh cũng expect là em sẽ làm một cái gì đó lạ, một cái gì đó mà khác với những người khác. Thì đúng là như vậy. Em hát, em chọn một cái phong cách mà hát gọi là êm ả, nhưng mà nó vẫn da diết thiết tha, và nó vẫn phô diễn được cái kỹ thuật của em nữa. Một cái kỹ thuật gọi anh nói gọi là tuyệt vời. Một kỹ thuật mà phải nói là anh hiếm thấy từ những nơi nào khác. Tại vì em có combine cái chất mà opera trong đó, nó đặc biệt cái khúc mà em hơ 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 đó. Nó làm cho anh phải đứng dậy từ ngay khúc đó trở đi cho đến hết bài của em luôn. Anh cảm thấy rất là cảm xúc khi mà em hát cái bài này, bởi vì đây là một trong những bài hát mà anh rất là yêu thích nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình và anh cảm thấy rất là tự hào khi ngồi dưới đây nói chuyện với em, bởi vì anh tin rằng có thể anh đang nói chuyện với một ca sĩ sẽ rất thành danh sau này. Cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều. Đứa nào tên Tâm, dạ, tên Tâm nha. Đứa nào tên Tâm nó lót chữ Minh nó giỏi lắm anh. Vậy là em được cả hai. Trời ơi. Rồi thôi, Tâm thôi, đừng lót chữ kia. Dạ, mời Minh Tuyết làm gì cười dữ vậy em. Mời giám khảo Minh Tuyết. Hello Minh Tâm. Em, trời ơi, Minh Tuyết, Minh Tâm hàng chi. Dạ, thường thường em đã nói rồi, ai mà có chữ em với chữ T là cái người đó hát hay à chị. Em nói rồi. Hồi cái dòng bán kết á, chị có nói với Tâm là em serious một chút xíu, you can win the whole things. Ngày hôm nay em thấy, chị thấy được ở em cái điều đó. Và chị không phải là không, chị không phải không muốn đứng lên để vỗ tay em, mà chị mang về cao, chị thả nó xuống mất rồi, chị đứng không có được. Cho nên chị không thể đứng lên. Hôm nay Tâm hát bài hát này, đây là một bài hát khó. Cái quãng nó cũng khá là rộng. Mà
cái chị thích nhất ở Tâm đó là sự control. Tâm control cái vocal Tâm rất là tuyệt vời. Và nhất là khi mà em hát cái giọng thật mà em chuyển lên falset á, nó ngọt. Chứ nó không có bị cái đứt đoạn, đứt khúc một cái chỗ nào hết. Châm nốt đấy phải không? Dạ, không có châm nốt chị ạ. Rất là ngọt, rất là tuyệt vời. Nói chung là hôm nay em đã hoàn tất một cái bài hát. Chị không có chỗ nào để chị phải chê được. Nhưng chị mong muốn Tâm một điều duy nhất ở vòng 2. Tâm, please give me your eyes, your contact eyes. Yes, yeah. You understand? Yes, yes. Em bình thường em cười nhiều lắm, mà em lên sân khấu em không chịu nhìn khán giả, không chịu nhìn ban giám khảo. Em làm cho chị bị disconnect với em a little bit. Please give me your eyes, I need it. Tuyết ơi, nhiều khi là em nó không có nhìn Tuyết, nhưng mà em nhìn anh Sơn hay là nhìn anh cho Duy Dũng. Không, em nó không dám nhìn ai hết. Ôi vậy hả? Yes, em phải, ông, phải không bé? Cái đó quan trọng lắm. Cái đó quan trọng lắm cưng. This is very important. Yeah. Cô nghĩ rằng là chắc có lẽ là Tâm tìm ở nơi cô một cái hình ảnh, một cái tình cảm của một người mẹ để cho Tâm có cái can đảm giúp Tâm. Cô có cảm nhận là như vậy? Yeah. Hy vọng là đúng. Đâu, đang nhìn ai coi thử ai chia được 30,000 không đó. Anh Tim ơi, dạ. Nail master. Dạ, mình nail đang master. Nói về nghệ thuật, mình nói bớt nói lại kinh tế đồ tiền bạc đây anh. Dạ, mình tập trung nghệ thuật anh. Dạ. Đúng rồi đó. But anyway, giống như cô nói là if me, I give you all in. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you. Rồi, bây giờ mình mời một giám khảo mà balance giữa kinh tế và nghệ thuật này nha. Dạ. Cho Duy Dũng. Đây là một bài hát rất khó, không đơn giản. Và bài hát này nó có da diết, nó có cao trào mọi thứ. Minh Tâm đã làm được cái việc đó, da diết rồi control. Nói chung là em go the whole nine yards, làm tất cả mọi thứ tuyệt vời. Falsetto, giọng rất là beautiful tất cả. Anh thật sự là anh thấy rằng là em cũng không cần phải trình diễn gì nhiều, bởi vì em đang thả hồn vào trong bài hát của em. Em có thể do whatever, miễn là cái result của em nó come out đó, nó đúng với tâm trạng của bài hát và em đã đạt được cái đỉnh cao. Which you did, that's why. Vì vậy mà anh đứng lên. Nhưng không nói rằng là anh không có một cái criticize. Có nghĩa là ngay từ lúc đầu khi em bước ra đó, cái đoạn đầu tiên của em, anh hơi lo sợ. Bởi vì lúc em hát mà em có lẽ là bắt đầu vừa warm up, cho nên em vẫn còn một chút gì đó nhút nhát. Trong cái falsetto của em, anh biết chắc em biết điều đó. Chưa tự tin, nhưng mà từ sau lúc đó là em bắt đầu em nắm đi luôn. Thì anh mong là em cố gắng MC right at the beginning. Không sợ gì hết, bởi vì em biết là em got it. Em có một cái khoảng range quá hay. Cái range của em không sợ để mà nói là với không tới. Hoặc là không sợ để người ta chỉ nghe tôi với Dương Cầm. Cho nên anh chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái đó chỉ có là 7% mà thôi. Nhưng không phải là như vậy. Anh muốn em hoàn toàn got it 100%. I'm all for you. Ok, cảm ơn năm vị giám khảo rất là nhiều.